Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có 820 nhà nuôi chim yến với sản lượng tổ yến mỗi năm đạt từ 5 đến 6 tấn. Ngành chuyên môn đang tăng cường quản lý và hướng dẫn kỹ thuật để nghề nuôi yến phát triển bền vững. Nhiều giải pháp đã được ngành chuyên môn tính đến như thống kê quản lý tốt các hộ nuôi chim yến, không phát triển tự phát trong khu nội thành, nội thị, đồng thời quản lý chặt chẽ dịch bệnh trên chim yến. Ngành chức năng khuyến cáo các hộ nuôi phải có hồ sơ theo dõi quá trình chăm sóc, khai thác tổ yến, bảo đảm truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.